25 tác dụng của cây rau diếp cá nhiều người chưa biết. Cây rau diếp cá là loại rau ăn phổ biến ở miền Bắc nước ta. Tuy hơi khó ăn, chỉ những người ăn quen mới nghiện. Nhưng loại cây này lại có những tác dụng tuyệt vời như lợi tiểu, tán nhiệt, chữa phế ung, tiêu ung thủng, vết lở lét, chữa đau mắt, mụn nhọt, kinh nguyệt không đều, giúp thông tiểu, vân vân. Trong Đông y, rau diếp cá là vị thuốc quý đã trải qua nhiều kết quả nghiên cứu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đặc điểm và tác dụng của loại cây này thông qua thông tin trích từ cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi. Cây rau diếp cá là cây như thế nào? Còn có các tên gọi khác như ngư tinh thảo, cây lá dấp. Rau diếp cá thuộc loại cỏ nhỏ, sống lâu năm, có thân rễ mọc ngầm dưới mặt đất, cây ưa chỗ ẩm ướt, có rễ nhỏ mọc tại các đốt, thân mọc đứng, có lông hoặc ít lông, cao khoảng 40 cm, lá hình tim, mọc cách, đầu lá hơi nhọn hoặc nhọn hẳn, hoa không có bao, lúc nhỏ có màu vàng nhạt, mọc thành bông, có bón lá bắp màu trắng. Nhìn tổng quát cụm hoa và lá bắp trông giống như một cây hoa đơn độc. Khi vỏ lá hoặc cây có mùi tanh như cá. Hoa nở vào mùa hạ độ, từ tháng 5 đến tháng 8. Phân bố thu hái và chế biến rau diếp cá. Cây diếp cá thường mọc hoang ở nơi ẩm ướt, độ ẩm thấp khắp nước ta. Ở miền Bắc người ta trồng trong vườn, quanh bệ giếng làm rau ăn. Rau diếp cá làm rau sống, ăn kèm với các loại rau khác. Với nước sốt cá, thịt rất ngon. Tuy nhiên, mùi rau tanh chỉ ai ăn quăng mới thích. Về thành phần hóa học của cây rau diếp cá, trong cây chứa chừng 0,0049% tinh dầu và một ít chất alkaloid, còn gọi là codalin. Về tác dụng dược lý của cây rau diếp cá, 1. Rau diếp cá có công dụng lợi tiểu. Tính chất lợi tiểu này là do chất quercetin và các chất vô cơ khác. Dung dịch chỉ còn 1/100.000 phân tử quercetin, vẫn còn mang lại tác dụng lợi tiểu rất mạnh. Ngoài ra, chất isoquercetin cũng có công dụng lợi tiểu. 2. Một vài ý kiến khác thì cho rằng những dẫn xuất của dioxyflavonoid 3 đều có tính chất của rutin, nghĩa là làm tăng sức chịu đựng của viti huyết quản, từ đó làm cho huyết quản khó dứt vỡ, đỏ hoặc phát phồng. Tuy nhiên, chưa thấy bài thuốc nào ứng dụng tác dụng này, nên cần chú ý nghiên cứu thêm. 3. Chất codalin có công dụng kích thích da, gây phòng. Về công dụng và liều dùng của rau diếp cá, theo Đông y, tính vị của diếp cá, cay, hơi có độc, hơi lạnh, vào phế kinh, có tác dụng tiêu ung thủng, tán nhiệt, chữa phế ung, ngồi dùng chữa ung thủng, vết lở lét, trĩ. Nhân dân dùng cây diếp cá trong những trường hợp tụ máu như đau mắt, giã nhỏ lá, mang ép vào 2 miếng giấy bản, đắp lên mắt khi ngủ, làm 2 đến 3 lần. Hoặc đối với bệnh trĩ, bệnh lòi giôm, thì dùng 6 đến 12 gam, sắc nước uống và đồng thời sắc lấy nước xông hơi rồi rửa. Rất nhiều người dùng và hiệu quả. Ngoài các tác dụng trên, rau diếp cá còn chữa bệnh mụn nhọt, thông tiểu, kinh nguyệt không đều. Liều dùng trung bình mỗi ngày từ 6 đến 12 gam, sắc hoặc viên bột. Đơn thuốc kinh nghiệm dùng rau diếp cá: diếp cá khô 20 gam, táo đỏ 10 quả, nước 600 ml. Sắc đến khi còn 200 ml, chia 3 thành 3 lần uống trong ngày, dùng để chữa viêm sưng tay giữa, sưng tắc tia sữa. Tìm hiểu các bài thuốc sưu tầm từ cây rau diếp cá. 1. Chữa táo bón. Diếp cá 10 gam, mang sao khô, hãm nước sôi 10 phút, uống thay trà hàng ngày, uống liên tục trong 10 ngày. 2. Chữa sốt ở trẻ nhỏ. Dùng 30 gam rau diếp cá tươi, rửa sạch, giã nát, cho nửa bát nước nguội vào đun sôi, để nguội rồi uống luôn một lần, có thể dùng bã đắp vào vùng thái dương. 3. Điều trị kinh nguyệt không đều. Dùng 40 gam diếp cá, 30 gam ngải cứu, mang giã nhỏ, rồi lọc bằng nước sôi để nguội. Uống 1 bát nước thuốc chia thành 2 lần trong ngày, uống liên tục 5 ngày. Có thể phòng kinh nguyệt không đều bằng uống trước kỳ kinh nguyệt 10 ngày. Bón trị viêm âm đạo: dùng 20g diếp cá, 10g bột kế, 1 củ tỏi, cho tóc vào nồi cùng 5 bát nước rồi đun sôi thật kỹ. Xông hơi nước nóng vào chỗ bị đau. Phần nước dùng để ngâm rửa chỗ đau, mỗi ngày 1 lần và làm trong 7 ngày. 5. Chữa mụn nhọt, sưng đỏ. Giã nát rau diếp cá sống đắp vào chỗ mụn nhọt. 6. Điều trị viêm tai giữa. Dùng 20g rau diếp cá khô, 10g táo đỏ và 600ml nước, sắc tới khi còn 1/3, chia ra uống làm 3 lần trong ngày. 7. Chữa bệnh viêm phế quản. Dùng 20g mỗi loại lá diếp cá và cam thảo, mang sắc đặc, uống nhiều lần trong ngày. 8. Chữa bệnh sỏi thận. Diếp cá 20g, rau dẹo 15g và cam thảo đất 10g, sắc uống trong ngày, hoặc có thể dùng 100g diếp cá sao vàng hãm với 1 lít nước sôi, độ 20 phút là uống được, uống cả ngày, uống trong 2 tháng. 9. Mụn nhọt sưng đỏ chưa thành mũ. Diếp cá 12g, mang rửa sạch, giã nát rồi đắp vào vùng mụn nhọt và băng lại, mỗi ngày làm 2 lần và trong 3 ngày. 10. Chữa vú xương đau do tắc sữa. Diếp cá khô 25g, 10 quả táo đỏ, sắc với 3 bát nước, còn 1/3, chia ra uống 2 lần trong ngày, duy trì 3 đến 5 ngày. 11. Trị đá giáp, đáy buốt. Diếp cá 20g, 40g rau mã đề mang giã nát, lọc lấy nước trong, chia uống 3 lần trong ngày và trong vòng 7 đến 10 ngày. 12. Chứng sốt nóng ở trẻ em. Diếp cá 20g, rửa sạch, mang giữ lấy nước bỏ bã, chia uống 2 lần trong ngày, dùng đến khi hết sốt. Có thể dùng 15g rau diếp cá và 12g lá hương trà loại nhỏ, mang rửa sạch, nấu lấy nước uống, ngày uống 2 lần sau mỗi bữa ăn, cũng dùng cho tới khi giảm sốt. 13. Bệnh đau mắt đỏ do trực khuẩn mũ xanh. Diếp cá 35g, rửa sạch và tráng qua nước sôi để nguội, mang giã nát khi ráo nước, dùng 2 miếng gạc sạch ép vào, đắp lên vùng mắt xương đau khi ngủ, làm từ 3 đến 5 ngày. 14. Người bị áp xe vú gây sưng đau, phát sốt. Dùng 30g diếp cá, 30g lá đinh lăng, 16g hoa hè sao, 12g quả ké sao, 12g kinh giới, 12g ngân hoa, 12g mộc thông, 12g hoàng kỳ, 12g bồ công anh, 10g chỉ sắc và 16g cam thảo. Sắc 3 lần, uống 3 lần trong ngày, mỗi lần sắc xong uống hết luôn. Có thể kết hợp bài thuốc đắp ngòi. 50g diếp cá, 40g lá mã đề, 30g lá chanh non, giã nhỏ, chung 3 thứ, mang đắp vào chỗ sưng đau rồi băng lại. 15. Chữa bệnh trĩ. Ăn sống rau diếp cá mỗi ngày, kết hợp nấu nước để ngâm, xong rửa lúc đang ấm, phần bã mang rịt vào hậu môn. 16. Chữa sốt xuất huyết. Diếp cá, cỏ mực và lá rau ngót, mỗi loại 100g, mang sắc đặc, chia ra uống nhiều lần trong ngày. 17. Trị viêm tuyến sữa. Lá diếp cá và cải trời, mỗi loại 30g, mang giã nát, chế với nước sôi rồi vắt lấy nước cốt, uống lúc nóng, trộn phần bã với giấm để đắp rịt. 18. Chứng âm hư phát ở lưng. Giã rau diếp cá vắt lấy nước cốt đắp vào chỗ lưng bị đau, có thể dùng lá chuối tươi gói lại, nướng chín rồi đắp vào vùng đau. Lưu ý, đục một lỗ chính giữa chỗ đau để hơi tiết ra, tác dụng trực tiếp, làm nhiều lần trong ngày. 19. Bệnh viêm phổi, viêm ruột. Dùng 50g diếp cá, sắc nước uống 2 đến 3 lần trong ngày trước mỗi bữa ăn, dùng liên tục 4 đến 6 ngày. 20. Chữa quai bị. Dùng ít lá rau diếp cá tươi, giã nhuyễn, đắp lên quai hàm rồi băng cố định, làm mỗi ngày 2 lần. 21. Chữa ho. 1 nắm diếp cá tươi, rửa sạch xay nhỏ, đun sôi với nước vo gạo, chắc uống nước cốt, làm sau mỗi bữa ăn, đến lần 2-3 là thấy khỏi. 22. Làm đẹp da. Dùng vài lá rau diếp cá rửa sạch, giã nát, lấy nước cốt, dùng bông thấm chấm lên da, sau đó dùng tay thoa nhẹ nhàng, có thể giúp da nhìn rạng đẹp hơn. Có thể bôi nước cốt qua đêm, hôm sau thức dậy rửa sạch là được. Dùng với mật ong. Nước cốt rau diếp cá và mật ong mỗi loại 1 thìa, trộn đều rồi thoa lên mặt, rất tốt cho da dễ nổi mụn và bị nhờn. Mỗi lần làm từ 2 đến 3 lần. Sử dụng cùng với muối hạt. Giã nát 10 đến 15 lá diếp cá với muối hạt, làm mặt nạ trị mụn. Sử dụng cùng với muối hạt. Giã nát 10 đến 15 lá diếp cá với muối hạt, làm mặt nạ trị mụn. Cách này giúp ngăn ngừa viêm xương da, vì rau diếp cá có tính mát và khoáng khử cao. Sử dụng cùng với lô hội, nước cốt rau diếp cá và thịt nha đam trộn đều đắp lên mặt, có công dụng làm mát da, giúp xe khít các lỗ chân lông. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng của yến bịch, cỏ Lào không phải ai cũng biết. Yến bịch hay còn gọi là cỏ Lào chắc hẳn còn khá xa lạ với nhiều người, và không phải ai cũng biết được hết những công dụng quý của nó. Vậy hãy tìm hiểu xem loài cây này là gì và tác dụng của nó ra sao nhé. Giới thiệu chung về yến bịch hay còn gọi là cỏ Lào. Yến bịch hay còn gọi là cỏ Lào bớp có tên khoa học là Chomolena odorata, họ cúc Esteracea. Cây yến bịch khá nhỏ, cao từ 1 đến 2 mét, mọc thành bụi, phân thành nhiều cành nằm ngang. Thân yến bịch tròn, màu trắng nhạt, có rãnh và lông nhỏ miệng. Lá cây cỏ Lào có lông miệng ở hai mặt, mùi hon hắt. Hoa yến bịch tập hợp thành ngù kết, dài khoảng 1 cm và có màu vàng luộc. Cây cỏ Lào phân bố ở nhiều tỉnh đồng bằng, trung du và vùng núi thấp nước ta. Loại cây này ưa sáng, chịu được hạn, thích hợp trên mọi loại đất, thậm chí mọc nhiều trên các đường rẫy bỏ hoang. Bộ phận dùng. Cỏ Lào được thu lấy lá và rễ quanh năm và thường dùng tươi. Thành phần hóa học. Các thành phần hóa học chính của cỏ Lào là tinh dầu, tannin, flavonoid, coumarin, alkaloid. Trong đó hàm lượng tinh dầu trong lá cỏ Lào chiếm tới 0,16%. Tác dụng dược lý của cỏ Lào. Tác dụng cầm máu và làm liền sẹo. Trong một nghiên cứu, dùng cao lá cỏ Lào để điều trị tại chỗ vết thương phần mềm bị nhiễm khuẩn và lau liền trên 86 bệnh nhân. Lá cỏ Lào được chứng minh có các tác dụng dược lý sau. Loại bỏ các vết hoại tử nhanh hơn. Tăng tạo mô hạt và liền sẹo. Sẹo tạo thành mềm, mịn, không bị lồi, màu hồng hoặc nâu nhạt. Kháng khuẩn. Ức chế các chủng vi khuẩn, tụ cầu vàng, trừ khuẩn mũ xanh, Escherichia fructose. Đây là các chủng vi khuẩn đã kháng nhiều loại kháng sinh hiện nay. Tăng hỗn hợp caloren, nhanh lành sẹo. Tính vị, công dụng. Cỏ Lào có vị hơi đắng, tính ấm, mùi thơm, tác dụng sát trùng, cầm máu. Theo kinh nghiệm nhân gian ta thường dùng cây cỏ Lào để trị các chứng tiêu chảy, kiết liệt, đau nhức xương khớp, ghẻ lửa, phòng và trị đĩa cắn, trị táo bón, chữa bệnh về răng miệng, các vết bỏng, vết thương phần mềm. Bài thuốc có cỏ Lào. Bài thuốc dân gian trị táo bón từ cỏ Lào. Theo kinh nghiệm của nhiều bà con vùng núi, khi bị lị, tiêu chảy và đặc biệt là táo bón, chỉ cần lấy từ 3 đến 5 ngọn yến bạch rửa sạch, nhai kèm cùng chút muối, đút cả nước lẫn bã là có thể chữa khỏi táo bón, tiêu chảy. Cũng bởi tác dụng kháng khuẩn, cầm máu, làm liền sẹo mà cỏ Lào có thể trị tốt các chứng táo bón, chảy máu, táo bón lâu ngày và bệnh trĩ xuất huyết. Chữa đĩa cắn, chảy máu không ngừng. Khi bị đĩa cắn, chảy máu, chỉ cần vò lá cỏ Lào sát vào vết thương, máu sẽ cầm ngay. Chữa các vết xước hoặc loét giác mạc. Dùng 50g ngọn cỏ Lào và lá non rửa thật sạch, giã nát trong cối chày sạch. Dùng 2 miếng gạc sạch, chia thành 2 gói. Đặt vào bát và đem hấp cách thìa khoảng 30 phút. Rửa sạch mắt trước với nước muối. Sau đó đắp bằng lá cỏ Lào giã nát vào để bệnh nhân nằm ngửa. Cứ sau 12 giờ lại thay một lần. Trường hợp bệnh nhẹ có thể khỏi sau 24 giờ. Bài thuốc dân gian giúp cầm máu. Theo kinh nghiệm dân gian, khi có vết thương chảy máu, người ta chỉ cần dùng một nắm lá cỏ Lào, tốt nhất là lá bánh tẻ, rửa sạch, vò nát và đắp vào. Vết thương sẽ nhanh chóng cầm máu. Ngoài những công dụng và các nghiên cứu tác dụng dược lý trên, cho tới nay, cây yến bạch còn được đưa vào đề tài chiết xuất flavonoid dùng trong mỹ phẩm. Rõ ràng yến bạch cũng có thể là một dược liệu quý, cần nghiên cứu chuyên sâu để ứng dụng nhiều hơn nữa trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm thực phẩm từ Trung Quốc được cảnh báo phải tránh xa. Từ hóa chất chết người melamine có trong sữa đến mật ong độc hại, Trung Quốc từ lâu đã cho phép thực phẩm chứa độc tố và những sản phẩm xuất khẩu nguy hiểm khác vượt quá giới hạn. Dưới đây là top 5 loại thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc mà tờ Epoch Times khuyến nghị nên cẩn thận. 1. Cá rô phi. Theo thông tin đăng tải trên một tờ báo của Pháp, nguồn nguyên liệu chế biến thực phẩm đông lạnh từ Trung Quốc, đặc biệt là cá rô phi để làm phi lê đông lạnh ẩn chứa nhiều loại chất cấm độc hại. Các loại kháng sinh do người nuôi đưa vào thức ăn hay môi trường sống để kích thích cá sinh trưởng, phát triển khiến các cơ quan nhập khẩu, dù có thiết bị giám sát, cũng khó phát hiện ra. Nguồn cá này thực tế, các hộ nhỏ lẻ nuôi, sau đó các công ty thu mua chế biến, nhưng dưới hình thức là công ty tự nuôi theo quy trình an toàn. Nhiều nước châu Âu thường xuyên đưa ra những danh mục cấm các loại hóa chất độc hại. Tuy nhiên, cấm chất này, người nuôi lại tìm cách đưa chất khác vào. Nhiều người biết rằng, người nuôi cá ở Trung Quốc không cho các con họ ăn cá mà họ nuôi. Có một báo cáo một số năm trước ở Trung Quốc về trường hợp một bé gái sống ở một làng cá bắt đầu có kinh nguyệt khi mới lên bẫy, do hàm lượng hormone dùng trong việc nuôi cá quá cao. Người nuôi cá sử dụng những loại hormone tăng trưởng và kháng sinh mạnh để cá có thể sống được trong môi trường đông nghịt bẩn thỉu. Có nhiều lời thắc mắc về việc cá rô phi Trung Quốc đã bán ở Việt Nam chưa? Theo nhà quản lý thị trường, hiện nay, sản phẩm cá rô phi bán ngoài chợ hầu hết được cung cấp từ các hộ nuôi trồng ở Việt Nam. Nhưng trong tình hình hàng Trung Quốc có thể tràn sang Việt Nam, thượng vàng hạ cám thì người tiêu dùng cũng nên thận trọng. 2. Cá tuyết. Khoảng 51% số lượng cá tuyết trong các chợ ở Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc, tương đương 70,7 triệu pond, khoảng 32.000 tấn mỗi năm. Những điều đó nói về cá rô phi cũng tương tự đối với người nuôi cá tuyết. Cá tuyết ở Việt Nam được liệt vào hàng đặc sản, hầu hết bán cho những nhà hàng, nhưng nguồn gốc từ loại cá này từ đâu thì không ai kiểm chứng được. 3. Nước ép táo. Nếu bạn mua một hộp nước ép táo giá rẻ, có mùi vị không ngon lắm, nó có thể đã trải qua một chặng đường vận chuyển dài, tất cả đều từ Trung Quốc. Khoảng 50% số lượng nước ép táo được bán ở Mỹ có xuất xứ từ Trung Quốc, khoảng 367 triệu gallon, khoảng 1,4 triệu mét khối hàng năm. Hộp nước ép ngon và đẹp mắt bạn đặt vào bữa trưa của con bạn. Thay vì đưa một lon nước có ga, bạn hãy cho con uống thứ nước có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng chứa đầy thạch tín, một thứ kim loại nặng có thể gây ung thư. Điều chắc chắn là giá các sản phẩm của Trung Quốc rẻ hơn giá các sản phẩm của các nhà nông Mỹ. Nhưng có một lý do làm cho nó rẻ là vì các vườn cây của Trung Quốc dùng rất nhiều các loại thuốc trừ sâu bất hợp pháp có chứa thạch tín để rồi thấm vào cây và đọng vào trong quả. Bã thuốc trừ sâu vẫn còn trong trái cây, rau và thực phẩm chế biến khi đưa đến các nhà cung cấp thực phẩm đã từ lâu là một vấn nạn. Trung Quốc là nhà sản xuất thuốc trừ sâu lớn nhất thế giới và thất bại trên diện rộng trong việc xác định những bã hóa chất trái phép hoặc nguy hiểm có trong thực phẩm. Bằng chứng là nước này có những mức giới hạn bã hóa chất rất hào phóng. Ở Việt Nam, mặc dù người tiêu dùng đã rất cẩn trọng với hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng nguồn gốc các loại nước ép trái cây thì được ít người quan tâm. Bón nấm tươi. Các cơ quan chức năng của tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc đã thu giữ 35 tấn nấm được xử lý bằng các chất công nghiệp có thể gây ung thư. Cụ thể, chúng được ngâm hóa chất axit citric công nghiệp. Các chuyên gia cho biết, việc cho axit citric vào nấm giúp bảo quản nấm tươi ngon tới 1 năm. Một số người sản xuất đã sử dụng loại hóa chất này để thay cho chất bảo quản không độc hại khác nhằm làm giảm giá thành sản phẩm. Các chuyên gia y tế cho biết, axit citric công nghiệp này có hại cho hệ thần kinh của con người vì nó có thể gây dị ứng và gây ung thư. Ở Việt Nam, hầu hết nấm tươi bán ngoài chợ đều có nguồn gốc rõ ràng và phần nhiều trong chúng được nhập về từ Trung Quốc. Ngoài ra, bạn cũng cần cố gắng tránh xa những loại nấm đóng hộp. 34% lượng nấm chế biến sẵn là từ Trung Quốc, tức là 62,9 triệu con, khoảng 28,5 nghìn tấn mỗi năm. 5. Tỏi. Có rất nhiều cách mà tỏi có thể được cho vào thức ăn chế biến sẵn. Khoảng 31% số tỏi, tức là 217,5 triệu bon, khoảng 98,6 nghìn tấn là từ Trung Quốc. Bạn có thể thấy chúng được dán nhãn sản phẩm hữu cơ, nhưng thực chất không có bên thứ ba nào kiểm tra và chứng nhận những sản phẩm hữu cơ ở Trung Quốc. Để kiếm lời, ai cũng có thể dán nhãn hữu cơ. Ở Việt Nam, những loại gia vị như hành, tỏi, gừng có nguồn gốc từ Trung Quốc được bán tràn lan ngoài chợ và được rất nhiều người lựa chọn vì giá rẻ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt. Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn ăn một quả ổi liên tục trong 3 ngày, kết quả sẽ khiến bạn bị sốt? Hiện nay, người ta chú ý nhiều hơn đến thực phẩm họ ăn và lượng calo hấp thụ, vì nhiều bệnh tật xuất phát từ thói quen ăn uống không lành mạnh. Ăn gì, uống gì để khỏe mạnh luôn là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Có một số loại trái cây mà nếu ăn hàng ngày sẽ đem lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Ổi là một loại trái cây cực kỳ quen thuộc với người Việt Nam. Người ta thích ổi bởi vị giòn ngọt, khó quen của nó. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết hết những lợi ích của nó. Điều kỳ diệu xảy ra khi bạn ăn một quả ổi trên một ngày trong vòng 3 ngày. Nó sẽ cung cấp cho bạn khối lượng lớn vitamin A, B và các khoáng chất khác. Bên cạnh đó, nó còn có nhiều tác dụng tuyệt vời với sức khỏe. Dưới đây là 10 điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu ăn một quả ổi trên ngày. Hỗ trợ hệ miễn dịch. Thực tế, ổi là loại trái cây thích hợp để giúp bạn tăng cường miễn dịch. Sự ô nhiễm và chất độc chúng ta nhiễm phải hàng ngày khiến hệ miễn dịch của bạn chứa đầy các chất độc hại. Chỉ cần ăn một quả ổi, nó sẽ tăng lượng vitamin C trong cơ thể và giúp bạn có hệ miễn dịch mạnh hơn để thải loại những chất độc này. Giảm nguy cơ mắc ung thư. Các chất chống oxy hóa trong ổi sẽ giúp bạn trung hòa ảnh hưởng của các gốc tự do trong cơ thể. Chính các gốc tự do này gây ung thư. Lợi ích cho tim. Bệnh tim rất phổ biến ngày nay. Một quả ổi sẽ giúp bạn bảo vệ tim và phòng ngừa những bệnh khác. Ổi và lá ổi chứa nhiều dưỡng chất có thể giúp bạn bảo vệ tim khỏi cholesterol và triglyceride. Ổi cũng có khả năng giảm glucose huyết trong cơ thể, giúp bạn kiểm soát mức đường huyết. Tốt cho người bị tiểu đường. Ổi cực kỳ hữu ích cho việc giúp kiểm soát đường huyết của bạn. Nước ép ổi sẽ là chọn lựa hoàn hảo cho bạn. Bạn cũng có thể ăn ổi hoặc làm trà từ ổi để uống. Nó sẽ giúp bạn hấp thu chất xơ tốt hơn cũng như kiểm soát đường huyết. Tốt cho răng miệng. Ổi có khả năng chống mảng bám và ăn ổi sẽ giúp bạn loại bỏ vi khuẩn gây mảng bám trong răng. Nó cũng giúp bạn chống lại đau răng hiệu quả. Cải thiện thị lực. Để cải thiện thị lực, bạn cần vitamin A, mà ổi là nguồn vitamin A tuyệt vời. Bạn giảm được nguy cơ mù loà, đồng thời ổi cũng giúp bạn bảo vệ các tế bào võng mạc. Hỗ trợ da. Ổi giàu các chất chống oxy hóa và chúng có thể giúp bạn đánh bay nếp nhăn và chống lão hóa da. Trị tiêu chảy. Ổi có thể giúp bạn chữa mất nước hoặc tiêu chảy một cách hiệu quả. Tăng cường chức năng tuyến giáp. Nhờ hàm lượng đồng trong ổi, nó giúp bạn cải thiện hoạt động tuyến giáp nói riêng và sức khỏe nói chung. Tăng cường chức năng não. Ổi không chỉ chứa vitamin A và C mà còn có vitamin B3 và vitamin B6. Chúng giúp hỗ trợ chức năng não, giúp bạn có trí nhớ tốt hơn. Với những lợi ích này, lần tới khi đi chợ, đừng quên mua ổi nhé. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những lợi ích mà chúng mang lại đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.